niệm Phật mai mốt cái nghe tham thiền tốt chạy qua tham thiền nghe người ta nói mật tốt chạy qua mật cái mai mốt nghe tu tịnh độ là tốt nhất chạy qua tịnh độ vậy thì sao công phu của bạn sai rồi công phu này là gì là bị vọng tưởng ở bên ngoài nó làm cho mình bị vọng động còn người đã hiểu rồi thì sao ô tham thiền tốt mật cũng tốt tôi niệm Phật càng tốt nữa phải hiểu như vậy vì niệm Phật là nhờ nguyện lực và tính nguyện và gì và trì danh để về tây phương cực lạc các pháp môn khác không có điều kiện như vậy chúng ta thấy bên thiền tông mà đại sư trong đàn kinh lục tổ huệ năng nói căn cơ mà ngài tiếp độ là bậc căn khí thượng thượng ngài tiếp độ những người căn khí thượng thượng còn những người căn khí trung hạ chúng ta biết nếu để thực hành và áp dụng thì khó có thể nào được lợi ích như căn khí thượng thượng vì ngài đã nói rất là rõ là ngài tiếp độ những người căn khí thượng thượng. Hòa thượng nói trong đàn kinh, lục tổ nói như vậy. Vì nếu thiền tông nếu bạn không minh tâm kiến tánh không thì bạn không thể nào giải thoát được. Nhưng pháp môn này không đòi hỏi bạn minh tâm kiến tánh, nhưng mà vẫn có người minh tâm kiến tánh. Đại thế chí Bồ Tát minh tâm kiến tánh đẳng giác Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát. Ngài nói như thế nào? Ngài dùng pháp viên thông niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm mà chứng được Tam Ma Địa. Mà về tới phương Cực Lạc hai vị thân cận mà chúng ta thấy là gì? Một bên là Quan Âm, một bên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này là đẳng giác Bồ Tát mà niệm Phật mà thành đẳng giác Bồ Tát, chứ không phải niệm Phật thành Phật sao? Ngài Đại Thế Chí chỉ dùng có cách niệm Phật thôi. Còn người nào mà nói Đại Thế Chí tu cái khác thì hãy đọc lại Kinh Lăng Nghiêm à, trong phẩm mà nói về Đại Thế Chí Bồ Tát trình pháp viên thông của mình cuối cùng. thì mọi người đọc lại sẽ hiểu. Nên chúng ta gì? Chúng ta cùng nhau học để những cái bộ kinh Phật nói cho dù Kinh Lăng Nghiêm, những bộ kinh khác đều chúng ta thấy bộ kinh này khi chúng ta học bộ kinh này thấy những câu nói đó những bộ kinh đó lại áp dụng vào bộ kinh này chúng ta thấy rất hợp lý. Vì cảnh giới của bộ kinh này là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cảnh giới của Hoa Nghiêm mà nên khó thể nào mà gì? Khó thể nào mà người khác có thể chấp nhận được. Vì bộ kinh này chỉ dành cho gì? Kinh Hoa Nghiêm là dành cho Bồ Tát mà kinh Hoa Nghiêm dành cho Bồ Tát mà Bồ Tát phải quy hướng về Tây Phương Cực Lạc chính là quy hướng về bộ kinh Vô Lượng Thọ thì Bồ Tát tin kinh này. Chúng sanh không tin kinh này đó là chuyện bình thường. Nên chúng ta người khác không tin Thì kệ người ta mình tin là đủ rồi Người sanh về Tây Phương Cực Lạc Chỉ là bậc hạ phẩm Hạ sanh Sống chung với bốn cõi Phàm thánh đồng cư độ Phương tiện hữu dư độ Thật báo trang nghiêm độ Là cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác cho đến thường tịch quan tịnh độ là cảnh giới của chư Phật vì họ sống trong cảnh giới của của ở tây phương cực lạc là họ sẽ sống trong cảnh giới của chư phật vì họ sống trong cảnh giới của chư phật nên tất cả mười pháp giới đều là cảnh giới gì cảnh giới tây phương cực lạc nên hòa thượng nói rất rõ là mười pháp giới nếu nói thẳng ra đều là cảnh giới tây phương cực lạc vì sao vì chúng ta thấy rằng cảnh giới tây phương cực lạc họ sống chung với thường tịch quan tịnh độ là sống chung với chư phật bồ tát mà chư phật bồ tát thì trụ trong thường tịch quan tịnh độ tịch mà thường chiếu chiếu mới mà thường tịch nên thường tịch chiếu lẫn nhau nên tạm gọi là thường tịch quang đây là lời nói trong quyển chú giải mà cụ hoàng niệm tổ có nói vì các ngài thường an trụ trong tịch quan nhưng mà gì nhưng mà khi các ngài vẫn gì vẫn thường chiếu chính là đến độ chúng sanh là chiếu đến độ chúng sanh gọi là hóa thân độ chúng sanh tuy hóa thân độ chúng sanh nhưng mà ngài vẫn an nhiên tịch tỉnh đây là cảnh giới của chư phật không phải là cảnh giới phàm phu có thể hiểu nổi nên chúng ta thấy người về Tây phương Cực Lạc. Trong mỗi ao thất, trong ao Thất bạo có những cánh sen, có những hoa sen to trăm ngàn do tuần Trong mỗi hoa sen phát ra 32 ức trăm ngàn ánh sáng. Trong 32 ức trăm ngàn ánh sáng có gì? Có mỗi đức Phật hiện ra trong mỗi ánh sáng trong ánh sáng đó phát ra những gì có những đức phật trong đó và trong những đức phật đó hiện tại đang ở các cõi nước của các ngài thuyết pháp đây chỉ là nói về gì nói về một bông sen ở tây phương cực lạc mà ở tây phương cực lạc là vô lượng vô số những hoa sen như vậy vì đó chính là vô lượng vô số chư phật đều có thể hiển thị tại tây phương cực lạc và tất cả bồ tát này đều có thể thấy được cảnh giới của mười phương pháp giới mà tất cả chư Phật đều ở trên đó đây là trong kinh vô lượng thọ nói nên cảnh giới của bộ kinh vô lượng thọ thọ này hòa thượng nói là ngài giảng bộ kinh hoa nghiêm 17 năm một ngày ngài giảng 2 đến 4 tiếng đồng hồ giảng 17 năm lúc đó ngài đối với pháp môn tịnh độ này ngài cũng chưa hoàn toàn là đặt niềm tin hết cho đến khi ngài giảng cái phẩm cuối cùng gọi là phẩm phổ hiền bồ tát quy hướng tất cả những vị 41 ngôi vị pháp thân đại sĩ về Tây phương Cực Lạc. Lúc đó ngài mới hóa duyên chúng ta gọi là ngài ngộ ra. Bồ Tát đẳng giác như phổ hiền văn thù là cổ Phật thị hiện mà còn phải về Tây phương Cực Lạc. Vậy thì pháp môn tịnh độ bộ kinh vô lượng thọ này là tổng chỉ huy của tất cả kinh nên khi Ấn Tổ mới nói trong tàn kinh các Ngài đọc xong rồi Ngài mới nói rằng Tận nguồn của tất cả các pháp quy về Chỉ là một câu a di đà Phật Quy tâm kết tình cao thâm xứ Chỉ tại hồng danh nhất cứu chung Tận nguồn tất cả các pháp Quay về chỉ là một câu a di đà Phật Nên chúng ta thấy rằng Nhận hóa nói lời này Nhận hóa đã nói rất là rõ là gì Nói đến cái phần này Nhận hóa cũng hơi ngại miệng Vì mình y theo những gì kinh Phật mình nói ra à, Mình y theo Phật kinh nói ra Nhưng mà sợ người khác không hiểu nổi cái cảnh giới này Là không hiểu nổi những gì trong kinh Phật Thì đâm ra người ta gì Người ta hủy bán Người ta không tin tưởng Nhưng mà nhận hóa tin Là tin là do là kinh Phật nói như vậy Nên mình tin Còn người nói nhận hóa không tin con người nói nhận hóa không tin bằng Phật nói Nên nhận hóa là y pháp bất y nhân Y theo kinh điển của Phật Và nói chuyện cũng nói theo những gì trong kinh Phật Nói có căn cứ là những gì trong kinh Phật nói ra Nhận hóa nói theo kinh Phật không dám nói rời ngoài kinh Phật Nên chúng ta thấy giống như giống như chú đại bi mà họ thượng tiên hóa nói nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da đó nam mô hắc ra đát na đa ra Dạ gia dạ. ngài nói rằng gì con đem hết cả thân tâm này quy quy mạng mười phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng, quy y mười phương Phật chính là quy y thường tịch quan, quy y mười phương chính là quy y thường tịch quan. Vậy thì bạn quy y, bạn về tới phương cực lạc, bạn tức thì thấy được cảnh giới này luôn là bạn đã gì đã về rồi, bạn chỉ cần niệm Phật phát tâm niệm phật đem thân mạng này về tới phương cực lạc quy mạng về tới phương cực lạc chính là bạn quy y phật pháp tăng đầy đủ mười phương nên nếu mà nói về kinh nói về chú tất cả những gì trong chú mật tông nếu mà ai có thể học được nếu mà có những người giống chúng ta nói hòa thượng tiên hóa là hóa thân của bồ tát mới có thể nói ra được điều này vì ngài là bồ tát nên nói câu nào là trí tuệ câu đó nói về chú đại bi cũng là trí tuệ nên kinh vô lượng thọ cũng là trí tuệ bát nhã ba la mật đa là trí tuệ của bồ tát trí tuệ bát nhã nên cho dù kinh điển khác cũng vậy lục tổ hệ năng chúng ta thấy ngài nói quy y phật là quy y giác quy y pháp là quy y chánh quy y tăng là quy y tịnh có phải đó là trí tuệ không quy y phật pháp tăng chính là quy y giác chánh tịnh nên học phật câu nào trong kinh phật cũng là trí tuệ nhưng mà đối với pháp môn này đơn giản dễ thực hành căn cơ hạ liệt như nhận hóa đây Chỉ cần niệm Phật tin tưởng Lâm chung vẫn được vãng sanh Nên nhận hóa tin pháp môn này Không dám bỏ pháp môn này là vậy Nên có ai mà cao siêu quá Thì học pháp khác thì tùy Nhưng mà nhận hóa thấy rằng mình không có cửa Để vào cái đường đó Vì đến lúc Lâm chung vẫn phải gì Cái nghiệp lực nếu không đoạn được Nếu không có thể minh tâm kiến tánh Thì khó chỉ có nương vào nguyện Của A Di Đà Phật Cuối đời nhắm mắt xuống không có ban hộ niệm thì gì nếu mà lạ giả sử không có ban hộ niệm nhưng hàng ngày nhờ cái sách tấn này nè tính nguyện này lúc lâm chung tính nguyện phát khởi tin tưởng a di đà phật ngay lập tức 25 vị bồ tát thủ hộ bạn a di đà phật rước bạn thì còn gì bằng nữa nên người học phật mình phải tin vào phật hộ niệm cũng được càng tốt không hộ niệm cũng được chứ đừng nói không hộ niệm cái ôi tôi có không có người hộ niệm tôi sợ quá tôi không giảng sanh được đây là gì đây là tính tâm dao động không thể vãng sanh cho dù có người hộ niệm mà bạn không có tính tâm bạn cũng không vãng sanh nếu có người hộ niệm thì rất là tốt mà không có người hộ niệm mình vẫn phải về tây phương cực lạc được vẫn phát tính nguyện hạnh được chứ không nói có người hộ niệm thì tôi phát tính nguyện không có thì tôi bỏ tôi không phát đó là gì đó là mình không hiểu khi mình hiểu rồi thì gì có càng tốt mà không có gì không có cũng tốt à, tùy duyên Phật Pháp là tùy duyên có nhiều người họ cố gắng để họ được hộ niệm vậy mà đến lúc lâm chung gia đình không cho nội niệm Phật cho họ đó là gì đó là chướng duyên vì hằng ngày nếu lúc đó họ nghi ngờ họ nghĩ có hộ niệm họ mới có thể vãng sanh được thì rớt đài mất rồi nên đừng để bất kỳ một ý niệm nào ảnh hưởng đến cái người niệm Phật mình nên Nhận Hóa nói hộ niệm không phải xấu đâu hộ niệm rất là tốt nhưng hộ nếu không có thì phải niệm đi bạn tự niệm luôn nhưng mà nếu hàng ngày bạn hôn tập bằng tính nguyện rồi nhuận hóa tinh chắc mỗi người mỗi ngày chúng ta cùng học thì tính nguyện của bạn không bao giờ mất đi thì đến lúc lâm chung nó cũng sẽ khởi hiện hành được nên các bạn có thể có nhiều người nghe đó nhiều lúc đến lúc ngủ á nhiều lúc họ còn nằm mơ mà họ mơ họ thấy rằng gì nhất định vạn xanh nhất định phải về với phật đó là gì đó là tính nguyện phát khởi trong lúc ngủ bạn cũng phát được cái tính nguyện này nữa thì lúc lâm chung cũng giống lúc mình ngủ mê mờ như vậy nếu có thể phát khởi thì bạn chắc chắn bạn sanh nên thôi cố gắng mà gì mà phát cái tâm này nên khai hóa hiện thực hiển thị chân thật chi tế là giúp cho mình có thể hiểu biết được rằng tất cả các pháp giới đều là gì đều nếu người học Phật học tịnh độ sẽ biết rằng tất cả các pháp giới đều là tịnh độ của cảnh giới tây phương cực lạc à, cảnh giới tây phương cực lạc chính là gì có thường tịch quang nên có nhiều người thì nhận hoan nói cái lời này thì chắc nói theo hòa thượng thì chắc người ta cũng không thích lắm nhưng mà hòa thượng nói là chân thật vì thường tịch quang chính là cảnh giới của Phật trụ trong đó nếu đập Phật đã trụ ở đó rồi thì tất cả cảnh giới nào người ở tây phương cũng thấy vậy thì về tây phương cực lạc chính là nhất thừa mà trong kinh Phật có nói chúng ta về tới phương cực lạc chính là chúng ta ngay đời này chúng ta vãng sanh thành Phật nên nhận hóa không có khuyên mọi người rằng bạn ở đây bạn thành Phật à mà nhận hóa nói rằng mọi người về tới phương cực lạc chúng ta có duyên rất là thù thắng sẽ thành Phật còn ở đây tùy theo mỗi người cấp bậc tu hành của mỗi người ai có thể chứng sự của bất loạn sự nhất tâm bất loạn bạn có thể trở thành A La Hán Lý bạn là Bồ Tát Bạn không có sự không có lý Bạn có niệm Phật chân thật Bạn có tính nguyện Bạn sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi Bạn cũng giống như họ hết Không có phải là người ta được nhất tâm Người ta sanh về chỗ đó Rồi mai mốt mình về trên đó Ôi cái bà này không bằng tôi không có Người Tây Phương Cực Lạc không có phân biệt Như cái người ở thế gian này Nên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là, là chắc ăn nhất Ai muốn phân biệt kệ họ Chúng ta về thôi